Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ lại hướng dẫn các bạn làm một trang sách vải. Các bạn có thể nhìn thấy lên màn hình thì sẽ thấy được thành phẩm của nó. Là một trang phơi quần áo. Để làm được, mình sẽ cần một số nguyên phụ liệu như sau. Vải dạ. Các bạn dùng một tấm vải lót này, một tấm bìa, vải dạ nỉ màu xanh, màu nâu, màu đen này, và hai màu màu đỏ, màu vàng này để làm mặt trời nhá. Còn những cái màu sắc này thì để làm quần áo với giỏ thì các bạn có thể chọn màu sắc tùy ý. Cái này là không ép buộc ai cả nhá. Rồi đầu tiên thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là làm cái bước đầu tiên. Ngoài ra nguyên liệu thì mình cần cái mắt lúc lắc như thế này. Hoặc là các bạn không cần cũng được. Ở đây thì mình dùng cho nó sinh động luôn. Tiếp theo là súng bắn keo. Kéo. Thước kẻ. Bút chì. Đó. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm hình ông mặt trời trước nha. Các bạn cắt một hình tròn nhỏ. Các bạn cắt cho nó tròn tròn, hoặc là các bạn có thể dùng compa để quay. Mình lười nên là mình cắt luôn. Cũng ra cái hình tròn. Đó. Rồi các bạn đặt lên một miếng vải màu đỏ như thế này. Xem kích thước nó khoảng 4,5 nhân với 4,5 nha. Rồi các bạn dùng kéo này cắt các hình vuông, các hình nhọn xung quanh cái miếng. Tay kia thì để giữ chặt cái hình màu vàng ấy nhá. Các bạn cắt theo hình vòng tròn cho đến hết cái miếng vải đỏ này. Các bạn cắt răng cưa sao cho các răng cưa nó đều nhau nhá. Và như vậy là mình đã cắt xong hình của ông mặt trời. Và các bạn có thể đặt cái mắt lúc lắc lên này. Đó. Lát nữa thì mình sẽ gắn vào. Và các bạn nào mà không có mắt lúc lắc thì các bạn không cần cũng được. Hoặc là các bạn dùng miếng vải màu đen, các bạn cắt mắt rồi để vào. Tiếp nữa thì mình sẽ làm cái phần cây phơi đó. Đây, các bạn dùng màu nâu hoặc là màu xanh nhá. Các bạn cắt cho mình một đoạn kích thước khoảng 14 cm. Với chiều ngang khoảng 0,5 nha. Cắt khoảng 4 miếng như thế này, 4 cái mảnh như thế, màu nâu, màu xanh. Các bạn đặt như này này. Rồi, tiếp là các bạn dùng cái mảnh màu xanh này.
có kích thước khoảng 4cm nhân với 20. Cái kích thước này, kích thước của các hình này nó chiều ngang ấy thì nó phải phù hợp với cái miếng vải lót này nhá. Bạn nào mà cắt vải lót dài hơn thì các bạn phải cắt cái miếng này nó dài hơn hoặc là ngắn hơn. Nếu như miếng vải lót này nó ngắn. Đó, rồi các bạn kéo này, cắt cái thảm cỏ màu xanh, các bạn cắt cũng cắt hình dưa như thế này. Rồi các bạn lại đặt vào đây. Như vậy mình đã được thêm một thảm cỏ màu xanh rồi đúng không? Tiếp là mình sẽ làm cái cây phơi ngang này. Thì các bạn dùng tấm vải màu đen hoặc là màu khác tùy các bạn. Rồi các bạn khoảng 1,5 này. Nha. Tiếp theo là khoảng 20 nha. Thì các bạn dùng kéo, các bạn để nguyên hoặc là để như này cũng được nha. Hoặc là các bạn sẽ cắt đường lượn như thế này này. Nếu các bạn để nguyên thì các bạn nên cắt đôi cái miếng ra vì nó hơi to nha. Phần nào mà làm nhiều ấy thì các bạn có thể mua cái kéo tạo viền nhá. Đó, mình sẽ được một cái giải như này, các bạn đặt vào đây. Ok. Như vậy mình cũng đã gần xong rồi đúng không? Tiếp nữa là phần cái giỏ đựng gì cơ. Đây. Các bạn đặt vào đây này. Các bạn cắt cắt một miếng vải màu sắc tùy ý khoảng 9cm nhân với 6cm. Có nhìn rõ chưa? Ok. Các bạn cắt vát này, cắt chéo như này nhá. À không, các bạn cắt như này này, cắt đường lượn tròn như này. Bên này cũng thế. Các bạn chỉnh sao cho nó cân đối nhá. Rồi. Để nó đẹp hơn ấy thì các bạn sẽ cắt những cái đường lượn sóng nhỏ như thế này. Như mình lúc nãy mình vừa cắt đó. Thank you.
Các bạn đã vào đấy. Rồi tiếp theo thì mình sẽ cắt quần áo nha. Đây thì các bạn có thể dùng các màu sắc tùy ý này. Thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cắt cái quần. Đây các bạn dùng một miếng hình chữ nhật khoảng 4x5 nhân với 6cm. Rồi là kích thước kia như thế nào thì tùy các bạn nhé. Rồi các bạn cắt chéo như thế này. Mình đã được một cái chiếc quần rồi đúng không? Nó hơi dài đấy thì ở đây mình để kích thước hơi dài thì mình sẽ cắt ngắn bớt đi. Như vậy là mình đã được một chiếc quần rồi. Đơn giản đúng không ạ? Bạn có rồi sau đó các bạn có thể tạo hình chính hình như thế này. Còn hình chiếc tất nữa thì ở đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cắt hình tất này. Các bạn cắt một đường một lượn như thế này. Rồi các bạn cắt những cái hình khác cũng như vậy. Thấy chưa? Nào. Tiếp theo thì còn phần cuối cùng thì mình sẽ cắt những cái hình cái con chim bay ở đây thì mình ở đây mình dùng màu đen nhá. Mình dùng sau mình cắt được hai đường vòng cung như thế này. Đó. Rồi các bạn lại cắt một đường. Được chưa? Các bạn đặt ở đây. Tiếp. Như vậy là mình cũng gần hoàn thành rồi. Đúng không ạ? Thì cuối cùng các bạn mua cái kẹp đến bây giờ là mình sẽ làm cái phần sẽ gắn các vật này lại các đồ này cố định xuống dưới này. Thì các bạn có thể dùng keo nến để dán chúng lại. Các bạn dán này. Đầu tiên thì các bạn dán cái hình này trước nhá. Hoặc là các bạn có thể dùng máy khâu để khâu lại đấy. Ở đây thì mình sẽ dùng máy khâu nha. Mình hướng dẫn các bạn là không có dùng máy khâu ấy thì các bạn dùng cái súng bắn keo này các bạn cố định chúng lại. Dán xong cái này thì chúng ta sẽ dán tiếp cái phần lá này. Rồi phần giỏ này thì các bạn chỉ phết keo xung quanh này thôi nhá. Rồi các bạn dán vào đây. Các bạn nhớ phết keo xung quanh để đến khi chúng ta còn lấy đồ cho đồ vào đây này. Đó. Tiếp nữa là các bạn phết keo ở đầu này. Và đầu này rồi các bạn dán vào đây. Đấy, các bạn tạo cái độ khoảng không gian ở giữa cho cái đoạn này nhá. Tiếp rồi mặt trời này, rồi các con chim này. Cuối cùng là các bạn đặt quần áo vào thôi. Đó, ở đây thì lát nữa là mình sẽ dùng máy may để may lại ấy. Nên là
sẽ lâu một chút. Đây là thành phẩm mà sau khi mà mình sau khi mình đã may xong đó, thì các bạn sẽ được trang sách như thế này. Thì các bạn cuối cùng là các bạn mua cái kẹp gỗ trơn ấy, thì hiện tại ở đây thì mình hết mất kẹp gỗ rồi nên là mình không đưa mẫu cho các bạn được. Nhưng các bạn có thể nhìn lên trên nha, cái ảnh thành phẩm mà mình đã đưa ra từ đầu clip ấy, thì các bạn có thể đi tìm mua cái kẹp đấy. Các kẹp đấy thì khá dễ mua thôi, bạn có thể mua ở hiệu sách. Các bạn cứ đến hỏi cái kẹp trơn ấy, một hộp của nó hình như có 10 cái đó, thì các bạn dùng khoảng 3-4 cái kẹp ở đây, sau đó thì giúp trẻ phơi quần áo lên. Như vậy là mình đã xong rồi. Lưu ý là cái trang sách này thì các bạn nên làm đi kèm với trang máy giặt đấy, thì nó sẽ rất là hay. Vậy là mình đã hướng dẫn xong các bạn làm thêm một trang sách vải nữa. Thì chúc các bạn thành công với mẫu này. Các bạn có gì muốn hỏi thì có thể comment ở bên dưới cái kênh YouTube của mình, hoặc là thường xuyên theo dõi thì mình sẽ cập nhật thêm các clip mới. Bạn nào mà làm xong mà muốn khoe thành phẩm thì cũng có thể gửi lại hình ở bên dưới nha. Chúc các bạn thành công với mẫu sách vải này. Xin chào và hẹn gặp lại.